bán vườn bưởi đang cho thu hoạch tại Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai. Vị trí này có tổng diện tích là 8.100 m2. Trên đất đang trồng bưởi xung quanh đã được bao rào, cách sông La Ngà chỉ đúng 200 m. Chủ đang cần tiền bán nhanh với mức giá 370 triệu một sào. Anh chị quan tâm liên hệ vào số điện thoại 0985747863.